Kính chào quý vị đến với bản tin văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và thời trang cùng với Thanh Thanh. Và mở đầu với bản tin ngày hôm nay là bản tin từ Vilnius. 25 em bé dưới 1 tuổi đã tham gia vào một cuộc đua hào hứng được tổ chức tại thủ đô Vilnius của Latvia. Để giành chiến thắng này thì các bé phải bò qua quảng trường dài 5 thước, càng nhanh càng tốt. Cuộc thi này là sự kiện được tổ chức thường niên để đánh dấu ngày quốc tế thiếu nhi ở Latvia. Những thí sinh chưa tròn 1 tuổi cùng cha mẹ của các em đã cố gắng hết mình để có thể giành được danh hiệu em bé bò nhanh nhất. Để giúp cho con em của mình chiến thắng, ở cuối đường đua thì nhiều bậc cha mẹ nỗ lực cổ vũ và giơ các loại đồ chơi để thu hút các bé. Cuối cùng thì bé Kasparas Apromavirsius, 11 tuổi, đã giành được chức vô địch của cuộc thi khi dễ dàng vượt qua các thí sinh khác để đến với vòng tay của mẹ. Cuộc thi bò nói trên đã được xem như là một sự kiện thể thao dành cho các bé kể từ khi được tổ chức lần đầu tiên ở thủ đô Vilnius 13 năm trước đây. Và kính thưa quý vị, một bản tin từ Los Angeles, Hoa Kỳ. Ngôi sao Lindsay Lohan đã quay những cảnh đầu tiên trên phim trường, bộ phim tiểu sử Liz and Dick về huyền thoại của điện ảnh. Trong một cảnh quay thì Lindsay Lohan mặc quần đùi trắng, áo khoác mỏng màu đen, đeo kính đen và vấn tóc cao. Ở một cảnh khác thì Lindsay Lohan mặc bộ váy ba lỗ màu đen, ôm sát thân và đeo trang sức hình giọt nước giống như là Elizabeth Taylor và tay không rời điếu thuốc. Liz Taylor là vai diễn chính đầu tiên của Lohan kể từ sau thành công trong phim Labor Pains vào năm 2009. Trước đó thì có nhiều người cho rằng Lohan chưa đủ tầm để hóa thân thành nữ hoàng điện ảnh. Tuy nhiên thì nữ diễn viên đang cố gắng để đáp trả bằng những diễn xuất trong phim. Bộ phim khởi quay với sự tham gia của nam diễn viên True Blood Grant Bowler trong vai Richard Burton. Phim kể về mối tình lãng mạn giữa huyền thoại điện ảnh và Richard, người kết hôn 2 lần với Liz trong đời thực. Bộ phim sẽ được phát sóng trên Lifetime trong tháng 11. Nhà sản xuất Larry Thompson cho biết tất cả quần áo và trang sức của Liz Taylor đều được đoàn làm phim tự sản xuất lấy. Ông khẳng định là sẽ làm giống lại hình ảnh của đôi tình nhân nổi tiếng một thời. Và một bản tin khác từ New York, Hoa Kỳ, kính thưa quý vị. Trong quá khứ của Paris Hilton thì vẫn thường bị người khác kiện cáo. Nhưng giờ đây thì đến lượt cô ra tòa để đệ đơn kiện chống lại một công ty sản xuất đồ lót Ý vì đã làm thất bại chuyến quảng bá dòng sản phẩm thời trang mới của cô ở châu Âu. Năm ngoái thì người đẹp thừa kế của dòng họ Hilton đã ký một hợp đồng có thời hạn là 5 năm với công ty Le Bonitas để ra mắt các thiết kế mới của cô, bao gồm các mẫu đồ nội y, đồ bơi và đồ ngủ cho công ty này. Paris Hilton đã tố cáo công ty Le Bonitas làm cho hợp đồng thất bại vì họ thiếu sự quảng bá nhiệt tình cho các sản phẩm mới của cô. Trong đơn kiện mà Paris Hilton gửi đến tòa án liên bang ở khu vực Manhattan, thì luật sư của cô đã khẳng định là người đẹp tóc vàng đang bị công ty Ý nợ đến 1.5 triệu Mỹ Kim tiền bản quyền và họ bảo đảm rằng Le Bonitas là người đã vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên, thì nhóm nghiên cứu pháp luật của La Bonitas đã phản bác điều đó. Họ cũng nộp đơn kiện lại để người đẹp thừa kế và buộc cô phải bồi thường 200.000 Mỹ Kim với lý do là Paris Hilton là người đã làm hỏng thỏa thuận liên doanh nói trên. Họ cho rằng cô luôn trả lời chậm trễ mỗi khi các mẫu thiết kế được gửi đến để chờ cô phê duyệt và chấp thuận. Và trở lại với bản tin Madrid, Tây Ban Nha, kính thưa quý vị. Một nhà thám hiểm người Thụy Sĩ đang thực hiện một chuyến bay thử nghiệm để chiếc máy bay năng lượng mặt trời từ miền Nam châu Âu tới Bắc Phi trong cố gắng hoàn thành chuyến bay xuyên lục địa đầu tiên trên thế giới bằng một máy bay không sử dụng nhiên liệu. Ông Bertrand Picard cất cánh từ thủ đô Madrid của Tây Ban Nha trên chiếc máy bay Solar Impulse trong hành trình dài 2.500 cây số tới thủ đô Rabat của Maroc. Vài giờ sau thì ông bay tới gần bờ biển phía nam của Tây Ban Nha, trong khi bay ở độ cao 3.600 thước. Sau khi vượt qua eo biển Gibraltar, máy bay dự trù sẽ vào không phận Maroc trên không phận của Tangiers và đáp xuống sân bay Rabat vào lúc 9 giờ tối giờ địa phương. Cánh của máy bay Solar Impulse rộng 63 thước được gắn 12.000 pin mặt trời nối với một tập hợp motor điện, cung cấp năng lượng cho chiếc máy bay với một phi công duy nhất. Cho dù to như vậy, nhưng chiếc máy bay chỉ nặng bằng một chiếc ô tô gia đình cỡ trung bình. Khi ông bay qua Tây Ban Nha, ông Picker cho biết rằng mục tiêu của ông là thay đổi nhận thức của công chúng về các nguồn năng lượng tái tạo và chứng minh rằng chúng có thể được sử dụng không chỉ cho máy bay mà còn cung cấp năng lượng cho ô tô, các thiết bị gia dụng như máy điều hòa nhiệt độ.
và những bản tin đến từ London, Anh Quốc. Kính thưa quý vị, sau buổi hòa nhạc khổng lồ được tổ chức trước cung điện Buckingham, thì hàng chục ngàn người đã được chứng kiến màn pháo hoa đẹp mắt để đánh dấu 6 thập kỷ trị vì của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Buổi hòa nhạc kết thúc bằng màn pháo hoa rực rỡ, tráng lệ. Đặc biệt là trong đêm nhạc, tất cả các nghệ sĩ tham gia đã cùng hát ca khúc đặc biệt mà Andrew Lloyd Webber và Gary Barlow của nhóm Take That viết riêng cho sự kiện nữ hoàng lên ngôi. Ngài Paul McCartney kết thúc buổi hòa nhạc với ca khúc Op La Di Op La La và trước khi nữ hoàng Anh cùng với các thành viên trong gia đình hoàng gia bước lên sân khấu. Thái tử Charles phát biểu, gọi nữ hoàng Anh một cách trìu mến, Mommy, khiến cho khán giả bật cười. Nữ hoàng đặt viên pha lê hình kim cương xuống bệ để rồi đốt ngọn đuốc khổng lồ. Kết thúc đêm hòa nhạc, bầu trời London được thắp sáng bằng những màn pháo hoa rực rỡ cùng hàng ngàn người tham gia vào các sự kiện dọc theo hai bên đường dẫn đến cung điện Buckingham. Đốt đuốc là một nghi lễ thực hiện trong các dịp quan trọng của nước Anh như là đại lễ bạc, đại lễ vàng, đại lễ kim cương của nữ hoàng. Để thể hiện niềm tôn kính với nữ hoàng và tinh thần đoàn kết, hơn 4.000 ngọn đuốc được các cá nhân và cộng đồng thắp sáng trên khắp nước Anh và thế giới, trong đó có Kenya, Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Kính thưa quý vị, cùng với sự kiện mừng ngày lên ngôi của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị Anh Quốc thì nằm trong chuỗi sự kiện 4 ngày mừng 60 năm trị vì của nữ hoàng Anh Quốc, các ngôi sao ca nhạc đã đem đến những màn biểu diễn xuất sắc trước khi nữ hoàng chính thức đốt đuốc cùng với người dân toàn vương quốc. Đại lộ The Mall ở cổng cung điện Buckingham vắng lặng như tờ trước khi diễn ra buổi hòa nhạc hôm thứ Hai vừa qua. Cảnh tượng ngoạn mục khi cầu vồng tỏa sáng ngay trước giờ biểu diễn. Tượng đài Victoria mạ vàng bên ngoài cung điện Buckingham được biến thành sân khấu hoành tráng với vòm kín và điểm nhấn của sự kiện này là chương trình hòa nhạc Diamond Jubilee Concert với sự góp mặt của rất nhiều ngôi sao nổi tiếng Anh Quốc như là Paul McCartney, Elton John, Cliff Richard, Gary Barlow, Robbie Williams, Cheryl Cole cùng với những ngôi sao quốc tế như Steve Wonder, William của nhóm Black Eyed Peas, Kylie Minogue và nghệ sĩ piano người Trung Quốc nổi tiếng thế giới Lang Lang. Ca sĩ Robbie Williams mở màn buổi hòa nhạc bằng ca khúc Let Me Entertain You. Robbie biểu diễn cùng đội cận vệ của Anh Quốc với đồng phục đỏ đen truyền thống. Ca sĩ gạo cội Paul McCartney với màn biểu diễn cuối cùng của buổi hòa nhạc. Hàng ngàn người đã xem buổi hòa nhạc trên màn hình lớn ở Mall và Hyde Park. Và kính thưa quý vị, sau 3 tiếng đồng hồ trình diễn ca nhạc trước điện của Buckingham trong đêm thứ Hai vừa qua, thì nữ hoàng Elizabeth đã nói chuyện với một số ngôi sao trong thành phần tham gia. Nữ hoàng đã gặp các ca nhạc sĩ như là Paul McCartney, Elton John và Steve Wonder là những người đứng đầu trong danh sách các ngôi sao trong đêm nhạc của hoàng gia. Nữ hoàng cũng đã gặp ca sĩ Kylie Minogue và Robbie Williams. Thì trong lúc đó, cũng như là những đám đông reo mừng đứng trực hai bên đường dẫn vào cung điện Buckingham để xem buổi lễ cuối cùng của đại hội mừng kéo dài 4 ngày trên toàn nước Anh và khối thịnh vượng chung để kỷ niệm 60 năm trị vì của nữ hoàng Elizabeth đệ nhị. Hôm thứ Ba vừa qua, nữ hoàng năm nay đã 86 tuổi cùng hoàng gia đứng từ trên cao của cung điện vẫy tay chào đám đông reo mừng và phất cờ trong lúc máy bay của không lực hoàng gia bay trên bầu trời. Hoàng tế Philip, phu quân của nữ hoàng từ 64 năm nay đã vắng mặt vì phải nhập viện hôm thứ Hai vì nhiễm trùng bàng quang. Trước đó trong ngày, nữ hoàng Elizabeth đã tham dự một lễ tạ ơn long trọng tại thánh đường St. Paul cùng với thái tử Charles và hai cháu nội là hoàng tử William và Harry cùng với những người trong hoàng tộc. Sau đó, bà ngự trên xe ngựa dẫn đầu đoàn xe đi về cung điện Buckingham trong lúc ban nhạc tấu nhạc giữa 60 phát đại bác kết thúc lễ hội. Trong bài giảng của nghi lễ tạ ơn, Tổng giám mục Canterbury Rowan Williams nói rằng nữ hoàng Elizabeth đã cho thấy phẩm chất của niềm vui trong hạnh phúc của những người khác. Tại Washington, Tổng thống Barack Obama đã đưa ra một lời chúc mừng nữ hoàng của riêng ông, nói rằng ông hy vọng nữ hoàng sẽ tiếp tục trị vì ngôi báo trong nhiều năm sắp tới. Trong một băng video được đưa lên trang web của Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama gọi nữ hoàng là một nhân chứng sống của mối quan hệ đặc biệt lâu dài giữa Anh Quốc và Hoa Kỳ, một mối gắn bó theo ông thì vẫn không thể thiếu giữa hai nước và thế giới. Vào chiều thứ Ba, nữ hoàng đọc một bài diễn văn trước quốc dân hiếm thấy trên truyền hình.
Và kính thưa quý vị, để kết thúc phần tin văn hóa nghệ thuật ngày hôm nay thì cũng liên quan đến điện Buckingham của Anh Quốc. Cho hay là hoàng thân Philip, phu quân của nữ hoàng Elizabeth đã nhập viện vì bị nhiễm trùng bàng quang và sẽ bỏ lỡ cơ hội tham gia phần còn lại của lễ mừng 60 năm trị vì của nữ hoàng. Trong một tuyên bố, điện Buckingham nói rằng hoàng tế Philip năm nay 90 tuổi đã được đưa vào bệnh viện King Edward Đệ Thất tại London hôm thứ Hai để được theo dõi bệnh tình trong vài ngày. Loan báo vừa kể được đưa ra vào lúc nữ hoàng Anh chuẩn bị thắp sáng ngọn cuối cùng trong số 4.200 ngọn đèn mừng để đại lễ kim cương được thắp trên nước Anh và cộng đồng thịnh vượng chung để mừng 60 năm trị vì của nữ hoàng. Những ngọn đèn đầu tiên được thắp sáng tại New Zealand và Tonga. Khoảng 4.000 ngọn đèn sẽ được thắp sáng vào lúc 10 giờ theo giờ địa phương tại các quốc gia thuộc cộng đồng thịnh vượng chung và trên khắp nước Anh Quốc. Nữ hoàng Elizabeth năm nay 86 tuổi thắp ngọn đèn cuối cùng trong một buổi hòa nhạc đêm trước điện của Buckingham có sự góp mặt của các danh ca Elton John và Paul McCartney. Đại lễ kéo dài 4 ngày, kết thúc vào ngày thứ Ba vừa qua. Phu quân của nữ hoàng, hoàng thân Philip đã bỏ lỡ ngày cuối cùng của đại lễ kim cương và thánh lễ tạ ơn tại giáo đường St. Paul. Hôm Chủ nhật, hơn 1 triệu người đã đứng dọc hai bên bờ sông Thames để xem cuộc diễn hành của đoàn thuyền, gồm có 1.000 chiếc hậu tống thuyền rồng của nữ hoàng và hoàng gia trong một đám rước trên sông. Nữ hoàng Elizabeth lên kế nhiệm vua cha là quốc vương George Đệ Lục sau khi ngài băng hà hồi năm 1952. Và kính thưa quý vị, vừa rồi là phần tin văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh và thời trang cùng với Thanh Thanh. Thanh Thanh xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin lần sau. Kính chúc quý vị một ngày thật an vui, hạnh phúc.